Thôi rồi cái cuối ra coi. Ok chị luôn. Điều gì? Sao ấy? Alo? Một mic lên bạn. Một mic lên bạn ơi. Rồi. Ừ. Alo. Ừ. Bảo mở cam hả? Sao cam đi, mình mở cam nè. Hả? Im lặng vậy. Nói đi. Sao? Alo, alo. Nãy giờ nó không nghe hả? Không nghe. Nó quá trời không nghe. Nói gì? Nãy giờ Nói cái gì mà? gửi xin vậy. Đừng nghe nói. Suy nghĩ lại thì sao? Lộc cũng có qua đâu. Ừ. Đẳng nha. Hả? Qua đón nha. Đón. Coi đón là sao? Mở cao lên coi. Ừ. Ngáp rồi. Sao ngáp? Nay đâu có ngáp thế đâu. Hả? Sao ngáp vậy? Này nữa vậy. Sao? Đọc lần đầu tiên 22 năm trời mới có cảm giác này. Hai năm trời mới có cái cảm giác này. Thật khó tả mà. Thật khó tả mà. Là gì đâu. Hai năm trời thật sự Lộc chưa có một ai mà khiến Lộc rung động như vậy.
À. Không. Những lời nói những lời nói thiệt thôi, đừng ngại bình luận. Bình thường nói người ta Lộc hay nói giỡn, nhưng mà ở đây Lộc chú muốn nói thiệt thôi, ngu động thiệt, nó cũng động thiệt. Ở gết ở Mỹ hay ở Việt Nam đó, trời bên kia sáng thế. Sao cho nó bay về gặp Lộc hết. Tổn nào qua Sao điện chuyện đi hả? Sao? cho điện chuyện đi. Bên Mỹ qua mất một ngày lận, nhiều lắm, nửa ngày ngày lận Chưa có con Mỹ đâu. chứ, đang đâu mà trời bên kia Nào. sáng vậy, bên tụi Đang sao? tôi mới tối rồi, đang 3 giờ khuya bên kia Ừ. sáng vậy. Đang trong tâm trí của Lộc á. Phải không? Ha. Bạn này lớp mấy đây? Đại học mà. Bạn này đại học mà. Muốn học không? Hả? Muốn học không? Muốn. Muốn Học thì phải trả phí. nhiều Cái này gặp rồi mới nói được. xác 5 triệu, tôi có 7 triệu thôi, xác 5 triệu, Lộc có 7 triệu, hơn được xác 2 triệu, chịu được chịu. Thế là không muốn học hả? Muộn chứ, Thế mà còn hỏi chị ơi không chịu. nhưng mà 7 triệu thôi nha. Ít Hơn chắc được rồi. Không mà cả. ai mà cả Rồi học không học không học thôi. học. Ừ. Thế qua đón cô giáo đi. Chạy. Gì? Chạy. Hả? Chạy. Nói đi cơ. Nói chạy. Địa chỉ á? Nhắn tin đi. À ha. Nhắn tin qua đâu nhỉ? Con số điện thoại hay là Instagram hay là Facebook? Hả? Nhưng mà qua học qua về nha. Ok. Qua học học bao nhiêu phút á? Tùy đoán xem, tùy Năm năng lực của học sinh thôi. 5 phút nha. 3 2 phút. Học 2 phút sao tiếp thu được.
Một phút. Hết muốn dậy. Nhiều phút. Đó nên. Tiếng nha. Tuy nhiên là học 1 tiếng rồi mới kết thúc chứ. Thế bây giờ nhắn tin địa chỉ nhá. Hay gọi vào số điện thoại Lộc. Đâu rồi nhỏ, số nào ấy? Mai vô bếp không đi đâu à, không làm việc à? Là thường là xác minh số điện thoại là số này hả? Làng thường phải vô tiếp cọc là nhắn tin số vậy đi. Sao lại không qua? Cái gì? Phải xin neo ấp chim rồi. À, được rồi đây. Hả? Lộc ở nhà thuê. Được rồi. Sao ta? À. 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 Lọc từ. Chắc là thế là phải xin anh em bóp chim rồi, nhưng mà giờ gót bay qua bao nhiêu tiếng, từ đó qua bay bao nhiêu tiếng. Test mic Lộc. Mỹ bay qua đây mất bao nhiêu tiếng? Hai mấy thêm 20 tiếng hả? Thế à.
À, cái bà rồi. Really? Really? Rồi, lọc cái xin anh em hết rồi. Thấy do gót đại lọc tới, đại lọc qua là xin anh em một buổi. Tại vì lọc là sự vì nếu mà một lần là quá lọc là sẽ bị nghiện đó. Cho nên là kiểu dạng như là kiểu lọc cũng sợ bị nghiện nữa. Cho nên là nếu mà nghiện thì nó khó bỏ. Nghiện thì nó khó bỏ. Nghiện thì kiểu dạng như là Lộc phải có trách nhiệm cái thứ đồ, thế là Lộc phải xin anh em không 7 triệu. Anh em ơi à, chắc là thì cũng 3 giờ rồi, chắc là Lộc nghĩ là Lộc xin anh em gọi là ốp chi một tí. Lộc ký hợp đồng với lại đối tác lớn. Lộc muốn nha, ok nha. Thế anh em gọi là cho Lộc ốp một buổi. Có gì nếu được thì ngày mai Lộc chim tiếp. Ngày mai Lộc chim lại. Lộc bàn cái hợp đồng này nhanh lắm. 3 5 phút thôi. 3 5 phút thôi. Thôi lọc ốp nha anh em nha, chắc là lọc ốp, lọc có việc tí, lọc qua với lại kia cái ok với lọc qua nè, đó lọc qua ốp nè, thế ba anh em lọc qua là có việc tí, thế do gót nè, do gót nè, tí hồi là lọc gửi địa chỉ, có gì là do gót nè qua nha, rồi nhất trí, sure. Ok. À, này, đây, đồ gửi địa chỉ đây. Tí hồi là nhớ rồi là bắt cáp qua đây 20 phút cho tôi nhé, nhá. Nếu mà không qua thì tính gì đó tôi. Rồi, ok, thôi. Tí hồi nhớ qua, đọc gửi địa chỉ đây. Xin anh em gọi là ốp một hôm nhé. Có gì được thì ngày mai đọc chim tiếp. Nha. Bay vô gót không, bay vô cái gì, vô gót qua bây giờ nè, qua nè, thế nha, rồi gửi địa chỉ đây, là gửi địa chỉ ở đây, có gì canh qua nè. Gót ơi, giờ lọc qua ốp chim, lọc gửi địa chỉ nha, vô gót qua liền nha. Ok. See Ok, ya. see ya, gặp lại. Lộc muốn nói là really. Đây có phải là sự thật không? Đây có phải là sự thật không? Thôi, thế Lộc xin anh em up. Cuối lời là thằng Ngô Vi vậy. Ừ, chắc rồi thôi, thế giờ Lộc qua Gia Gót đây anh em ơi, giờ Lộc qua Gia Gót đây, có gì hẹn anh em ngày mai, ngày mốt gì Lộc chim tiếp.
Có gì ngày mai Lộc mà hơi đuối sức á, có gì gọi là ngày mai Lộc là Lộc chim tiếp nha anh em. Ngày mai nhất trí với anh em, ngày mai Lộc chim tiếp nha anh em. Có gì là chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Ngày mai lập chim tiếp. Thế là chúc anh em một buổi tối vui vẻ, chúc anh em gọi là có một ngày gọi là gì nha. Ba anh em, ba mọi người, giờ Lộc qua vô ghế đây, Lộc qua vô ghế đây, Lộc qua vô ghế đây, ba anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ, Lộc qua vô ghế đây.